và để chứng minh là con game CF68 là một game đáng chơi, đáng để trải nghiệm, thì ngày hôm nay mình tiếp tục review con game CF68 cùng anh em chơi một trò chơi mà mình đã chơi rồi, đó là quay thú anh em ạ. Trò chơi quay thú, ngày hôm trước mình đã review con trò chơi này rồi, thì nhiều anh em cứ bảo là trò này rất là khó chơi. Thì vâng, trò này đúng là hơi khó chơi thật, nhưng điều đó lại thể hiện sự thú vị của trò chơi, kích ứng sự tò mò của anh em. Thì anh em cứ chú ý vào cái cầu của nó thôi. Cầu cũ của nó này, ví dụ ở đây này, chim chim thú chim sư tử đó. Thì trò này là một trò theo mình là cũng là một trò khá là thú vị mọi người ạ, khá là thú vị. Thì bán đầu tiên mình quyết định đặt chim 10k mọi người nhá, đặt chim 10k, hy vọng là mình sẽ thắng lợi ở bán đầu tiên. Ok rồi anh em ạ, ok chim rồi, thì bán đầu tiên mình đã thắng ở chim 10k anh em nhá. Đó, thì mọi người cứ chú ý theo cầu của nó thôi, chú ý theo cầu của nó. Mình quyết định đặt sẵn thú 10k theo cầu 11 của nó. Đây này, chim thú chim thú chim, mình nghĩ là thú đó, thì mọi người cũng theo cầu của nó, và nó cũng khá là tiềm ẩn nhiều kết quả thú vị bất ngờ cho người chơi, nên anh em cũng không việc gì phải lo lắng nhá. Mọi người cứ bình tĩnh đặt thôi, mình thua mình đặt gấp thép nên là ok. Đó, như ván này này, nó đã về chim mọi người nhá, nó đã về chim, mình đặt thú và mình đã thua rồi, nhưng không sao, thì ván tiếp theo mình sẽ đặt gấp thép lên mọi người ạ. Mình đặt gấp thép lên nhá, mình đặt thú 30k luôn. Mình thường mình đặt gấp thép lên chỉ 20k thôi, nhưng mà hôm nay mình đặt thú 30k luôn để xem kết quả nó như thế nào mọi người nhá, xem kết quả như thế nào. Mọi người cứ bình tĩnh đặt là ok, theo bản năng cũng được, không sao cả. Ok rồi mọi người ạ, đây là sư tử này, bây giờ mình đã được 28.500 đồng. Ok, 28.500 đồng mọi người nhá. Đó, thì mọi người cứ bảo là chúng tôi là chỉ hay chơi với trò baccarat với cả tài xỉu đồng hồ thôi, trò chơi quay thú là khó chơi nên chúng tôi không chơi. Nhưng mọi người ạ, mình sẽ review game CS68 này ở trò quay thú để mọi người biết rằng trò này cũng rất là dễ chơi. Mình đặt thú 10k tiếp theo này mọi người ạ. Nếu anh em cảm thấy khó chơi thì mọi người chỉ đặt cho mình hai cửa thôi. Đó, mình ăn rồi này, về thú rồi anh mọi người nhá, về thú 10k rồi. Nếu mọi người cảm thấy là khó chơi thì mọi người chỉ đặt hai cửa cho mình, đó là chim và thú thôi, chim và thú mọi người nhá. Còn nếu anh em cảm thấy tự tin vào cái dự đoán của mình, ví dụ như là gấu trúc này đặt 1 x 8 luôn, khỉ này cũng 1 x 8, chim bồ câu đó 8, chim đại bàng 1 x 12 này, ồ cá mập 1 x 24 này, khá là thú vị luôn mọi người ạ. Sư tử 1 x 12 này, khá là thú vị luôn. Thì mọi người cứ đặt đi, cứ chơi thử đi, cứ trải nghiệm đi. Mọi người bảo là phải cho cái này ở đâu à? Ờ, hình như CF có lên không có nhở? Thì mọi người cứ vào chỗ phần mô tả video của mình nhá, vào phần mô tả video đó, thì mình có đặt đường link của game kèm theo mã code đấy. Mọi người cứ theo mã code của mình mà tải về thôi mọi người nhá, khá là thú vị, khá là hay. Mọi người cứ tải về đi, tải về thì cái trò CS68 này thì nó liên kết với hầu hết ngân hàng ở Việt Nam, BIDV này, Vietcombank này, Techcombank này, tóm lại là tất cả ngân hàng Việt Nam thì CS68 nó đều có hết, đều liên kết hết, để mọi người yên tâm đi. Thủ tục rút tiền về thì cũng khá là đơn giản mọi người ạ, khá là đơn giản. Thì ở trò này thì còn có thêm két sắt nữa đó, thì mọi người khi chơi mình thắng được nhiều tiền chẳng hạn, mình không muốn để ở chỗ tài khoản, mình có thể cho vào két sắt của mình đó, khi nào mình chơi thì mình lại rút ra dần đấy mọi người nhá. Thì ván này này
Thì ván trước mình thua đấy, vậy mình là thú hay sao ấy, thua. Thì ván này mình là chim 60k mọi người nhá, mình là chim 60k luôn. Ồ, ván này mình thua nữa nữa này, nhưng không sao mọi người ạ, thua không sao, mình đã đặt gấp thép lên là được. Đó, thì ván này nhá, 62 12. Ok, ván này mình sẽ đặt gấp thép lên 120k. Lẽ ra là chỉ đặt 120k thôi, nhưng mình cảm thấy tự tin vào kết quả mình. Mình đặt gấp thép nữa nữa lên, gấp 4 lần luôn. Mình đặt 240k luôn mọi người ạ. Đặt 240k luôn, hy vọng là ván này nó về chim theo đúng như mình dự đoán. Ok, nó đã về chim rồi mọi người nhá, về chim khủng tước rồi. Đó, mình đã thắng. Mình được 228k mọi người ạ, 228k. Đó, thì ván trước nó về thú khá là nhiều luôn, về thú liên tục. Thì mình nghĩ là cái ván này này, thì nó sẽ lại về chim nữa, theo cầu rớt của nó. Hy vọng là đúng như mình dự đoán, ván này mình đặt 30k mọi người nhé. Mình đặt 30k ở cửa chim, 30k ở cửa chim. Ok rồi mọi người ạ, chắc chắn nó là về chim rồi. Về chim đại bàng mọi người ạ, về chim đại bàng, mình đã thắng thêm 30k nữa. Số tiền hiện tại của mình đang là bao nhiêu đây, 1.747.000, 1.747.000 mọi người nhá. Thì bàn tiếp theo lúc nãy về thú khá là nhiều đúng không? Ồ, nên bàn này mình đặt tiếp chim, hy vọng là cầu chim nó về 5 lần như lúc trước. Lúc nãy thú nó về 5 lần hay 6 lần đấy nhỉ, hình như là 5 lần mọi người ạ. Thì bàn này mình đặt chim, hy vọng là nó lại về chim 5 lần. Ồ không mọi người ạ, nó đã về thú rồi, về chính xác là con thỏ mọi người nhá, về thỏ rồi. Có nghĩa là cầu chim nó đã hết. Theo như mình dự đoán thì có thể nó sẽ chuyển sang cầu 11 mọi người nhá, chuyển sang cầu 11, chim thú, chim thú. Thì ván này mình quyết định là đặt chim 30k, chim 30k nhé. Thì thường cứ theo cầu bẹt nó thì thường là sau này nó về cầu 22, xong đó về cầu 11. Đấy, thì